Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình là Mai Hách đây. Và chào mừng các bạn đã đến với một trò chơi hoàn toàn mới, có tên gọi là Yellow. Thì như là cái tên gọi của trò chơi này, các bạn có thể thấy rằng là trên màn hình mình đây là một màu gọi là vàng, gọi là bao trùm luôn. Thì trò chơi này nó sẽ thử thách khả năng tô màu các bạn, thử thách rằng khả năng nhuộm vàng cả thế giới của bạn nó sẽ đến mức như thế nào. Thì nếu mà màu yêu thích của bạn là màu vàng thì đây là một trò chơi các bạn không thể bỏ qua. Và nó cũng được chấm điểm khá là cao ở trên trang Amor Games tới tận 9.4/10 thì phải. Thì mình cũng sẽ để cái link đến trò chơi này ở phần bình luận và phần mô tả, thì các bạn cũng có thể click vào để chơi thử nha. Và các bạn cũng đừng quên hãy để lại cho mình một like, share và một subscribe để ủng hộ cho mình nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trò chơi này thôi. Let's go. Ok, và bây giờ mình đang ở bàn số 1. Mình chưa hiểu là này nó như thế nào đây. Là sao? Đến đây à? Oh, ok. Nếu mình nhìn liên tục vào nó sẽ... Nếu mà thắng là cú te. Ok, mình sẽ kéo lại xuống trăng. Ui, cái thắng là nó cứ ua nè, hả mai. Ok, bây giờ mục tiêu của mình như mình nói ở đầu là sự diện này rồi, số 3 sẽ như vậy, nhuộm vàng hết tất cả màn hình. Thì... yeah. Số 4 này đơn giản thôi. Ô, gì đây? Ok. Mỗi lần mình di chuyển chuột, mình giữ chuột mình sẽ có một cái mảnh mới. Mình sẽ điều khiển cái mảnh đấy để chế ra số 4. Ok. Thì đây, này chắc là sẽ xoay này lại, cái nó khớp. Khớp. Xong coi. Thấy cái khó chịu quá. Thì đây. Ok, hiểu rồi, Mỗi khi cái đèn này nó bị màu vàng thì mình có thể nhấn được vào các cái ô này để mình tô màu nó. Ok, rồi là easy. Số 7 là gì đây? Mình xoay này ra cái gì? Đây là cũng như kiểu một cái vô lăng. Ok, nếu mình xoay cái này thì cái... sẽ kéo được cái vải, kiểu tấm vải màu vàng để qua chế lấp hết tấm vải màu đen. Cái vô lăng này nhỉ? Thôi, ra để xoay nhanh hơn không ta? À, chúng ta có thể click chuột. Nhờ đấy. Click chuột sẽ quay nhanh hơn, rồi kể đi. Click chuột như này quay nhanh hơn được cả những cái mình quay thôi. À, giống như con lăng của cái lái của con ngọn thuyền. Cái đấy, đúng từ dây à, kéo này đúng không? Chúng ta kéo, chúng ta kéo này rồi. Kéo này mình sẽ kéo được cái vải vàng lên được. Ok. Chuột 9, bạn 9 rồi thì đây. Cái thu nhỏ lại phóng to. Sao? Mình giữ. Ủa? Như vậy? Sao vậy? Mình giữ vào đây thì nó sẽ phóng to ra, lấy mức này thu nhỏ lại. Hả? Mua gì mà sao? Mua gì mà phòng này nó vừa to ra nhỉ? Mình kéo ra rồi, mình scale. Ok. Mình sẽ kéo ra, đúng rồi, trời ơi. Ui, nó thấp nhỏ lại rồi. Kéo nó ra ra, nữa, ui. Cố lên, xuống rồi, xuống một tí thôi. Ôi, nó thấp lại rồi. Ok, mình đã được một cái nhiệm vụ như là hoàn thành vào số 9 thì phải. Đây, yo. Gì đấy, mình tắt hết cái chữ gì thôi, đúng không? Ủa là sao? Một số đây là chữ yo. Hey, well. Mình chưa hiểu là cái ý nghĩa của cái bài này là sao.
không ta? Nhưng lại mình tắt được những cái này nhưng mà lại như là phải tắt thêm một quy luật nào đó. Không chỉ là quy luật là gì? Yo, well. Yellow, yellow, yellow. Trời ơi. Ok ok. Số 11 đi đây. Thằng Glenn không đang giữ đây. Ok, à rồi rồi rồi. Ok, nút nó hiện đâu mình lấy vào đấy thôi. Đây là easy. Nào, nào. Nào, nào, nào. Thì em 12 đấy, có một kênh tròn. Đúng mà nó di chuyển. Ok, nó sẽ kiểu một cục đá vậy. Thì sẽ nhấc nhấc lên, mình sẽ để nó cục vòng bạc xuống. Búp, búp, búp. À, mình càng lúc càng cao. Càng lúc càng cao thì nó mới có thể để cái vàng xuống được. Xuống. Rồi, từ đây là một cái, chắc là một cái hình rồi. Thế làm sao để cho được bốn tam giác này, bốn tam giác này vào một đây biểu tượng chai Fox này. Chứ đây what up, what phải giữ để sạc, đúng rồi, giữ để sạc, giữ bên phải sạc bên trái để nó để nó giữ lâu cái trạng thái màu vàng được, như để hết tất cả các cái được, tất cả các cái thanh màu vàng được. 15 à, cái này theo hướng dẫn à, đi từ đâu ra từ đây à? À, cái đi hai bước, đúng rồi, cái đi hai bước. Không có hai bước sao? Này, đây, trên đây, xuống đây, đây. Còn sao ra? À, đi ba bước, cái đi ba bước. Ba bước, đây, 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 và đây. Yes! Đây là bàn 16, có 3 cái kiểu lắc. À! Để thành RGB. RGB chỉnh màu, chỉnh màu. Ok, mình không nhớ màu vàng nó là màu như thế nào. RGB à? RGB à? RGB. Màu nào với màu nào là ra màu vàng ra? Màu, chắc là có màu đỏ rồi. Đỏ với xanh lá cây à? Đỏ với xanh nước biển. Đúng không, xanh nước biển ta? RG... À, đỏ xanh lá cây. RGB mà. Đây, 17. Mình có mắt. What? 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 Sao lại không có mắt được? Ồ, hóa ra là hình con mắt là ám chỉ mình không phải làm gì cả. Mình để nguyên chuột và mình nhìn vào màn hình. À, mình dùng sức mạnh của con mắt. Mình dùng cái van nó mở ra. Tiếng này có chữ quá. Ok rồi, ok, lại là những cái cây thông và à ra nó là cái mũi tên. Một ở ra chỉ là xoay được. Lại là RGB tiếp. À, cái là cái xoay. Ok, hình như tam giác. Rồi xoay cho nó khớp. Thật là khớp, thật là khớp. Thật là easy. Và số 20 sao? Ok, có khi mình nhấn vào một cái hình tam giác thì mình phải nhấn cái mà nó sáng lên, thì cái mà mình nhấn ban đầu sẽ sáng theo. Ok, và xoay mốt thì đây, mũi tên này là gì? Cái này xoay cái này không? Xoay được. À, phải xoay cho nó khớp. Ok, xoay tất cả cùng khớp. Điều khiển. Ok, mỗi cái sẽ điều khiển hai cái cạnh ở cạnh bên. Ok, vào rồi đúng không?
Đấy, em phải lên. Không, em phải lên đây. Yes. Ok, mình đã xong, mình đã có nhiệm vụ được hoàn thành. Xong rồi 21 và số 22. Anh em ơi. Ok, các anh biết là khi mình nhấn vào một cái ô vuông thì những cái ô bên cạnh nếu mà nó chưa đen thì nó thành vàng. Mà cảm giác nó cứ sai sai. Xem nha, từ từ để mở từng ô một. Sẽ lấp đầy cái hàng bên trên trước. Ê, rồi ok. Cái này. Rồi, cái cùng. Yes. À, số 23. Mình có một cái hình như kiểu hai khẩu súng đang chập vào nhau. Để xoay nó không? Ồ, có thể di chuyển được. Ồ, hóa ra là hình khối các bạn ạ. Hóa ra là hình khối. Vậy sẽ phải ở nhà đây. Ồ, mình đã lắp cái này vào kia. Và rồi sao nữa? What will happen? Mình vẫn lắp một cái vào một cái. Ok, hóa ra là thành những cái lỗ các bạn ạ. Nó là thành những cái đường kiểu hở ra để cho mình nhét được cái hình này vào. Và 24 nó là cái gì đây? Một ô vuông ở giữa, rất nhiều ô vuông xung quanh, không phải là ô vuông ba. Những ô vuông này, nó nhấp nháy. Những cái bên cạnh, nó nhấp nháy. Sao cái tư dưng mình nên làm được cho nó nhỉ? Mình không biết là mình vừa nhấn thế nào cho điện lên luôn các bạn ơi. À, rồi đây, có một cái đường mình đang điều khiển nó. Ok. Điều khiển nó. Đấy, cái là đường đi lên đi xuống. Rồi, sang này, xuống này. Cái sẽ lên. Rồi, cái tô màu hết cho cái tức là cái ô vuông đen này. Yes. Mumble, say, scream, sing, sao. Gì đây? Whisper. What the hell là sao? Oops, oops club. Tức là sai à? Mình nghĩ có thể nó sẽ thành chữ yellow chăng? Thế yell đi. Y rồi, chữ E nữa. U. Để chúng ta có E, E và W nữa. Whisper. Yeah. Oh, sai rồi, phải chữ L. Sao để mình la. Wow, đi la. Yellow bắt đầu từ yell. Có chữ E, E mình nghĩ chẳng là U. Có chữ L, yellow. Mình đây đâu có. Ủa đây đâu có đâu. Đây đâu có chữ chữ bắt đầu chữ L đâu. Cái này yell chữ O không? O, W không? Có. Rồi. Yell, low. Congratulations. Nhạc cũng đến tận yellow, ok. Vậy là rất là nhanh chóng mình đã giành. Anh ca sĩ nào nhau, what my freak color. Nhưng tất nhiên là màu vàng rồi, màu yêu thích của mình là màu vàng rồi. Màu đỏ. Hóa ra cô hai cái màu yêu thích của người làm cái chơi này là màu đỏ, hóa ra là màu vàng. Ok, và rất đơn giản thôi, mình đã hoàn thành xong trò chơi yellow này. Để xem mình xem trong bao lâu nha. Trong vòng có tầm 15 phút thôi.
thì các bạn khi chơi xong trò chơi như lâu này, các bạn hãy bình luận cho mình là các bạn chơi hoàn thành trò chơi này trong vòng bao nhiêu lâu nha, để xem rằng các bạn có vượt qua được 15 phút của mình hay không. Ok, nếu các bạn thích video này, các bạn hãy nhớ nhấn like, share và subscribe để ủng hộ cho mình nha. Mình là Mai Hách và chúc mắt sẽ gặp lại nhau trong video tiếp theo. Bye bye.